Phần tiếp theo của nguyên tắc 14, nguyên tắc tin cậy. Có người tham dự những lớp giảng về nghệ thuật lãnh đạo từng hỏi tôi liệu mọi người có tuân theo mình hay không. Thực chất của câu hỏi đó chính là tôi đã mang lại lý do chính đáng để họ tin cậy mình chưa. Nếu câu hỏi của anh ta là có thì mọi người trong tổ chức của anh sẽ rất phấn chấn đi theo tầm nhìn của anh, của anh ta. Nhưng một khi anh không tạo dựng uy tín trước những người do mình lãnh đạo thì bất kể tầm nhìn của anh có lớn đến đâu, mọi người cũng sẽ không làm theo. Tôi đã đọc một bài báo trên Businessweek miêu tả về những doanh nhân kết hợp cùng các nhà đầu tư mạo hiểm trong ngành tin học. Công ty Silicon Valley ở California là một ví dụ. Ở đây có rất nhiều người tham gia vào ngành tin học một thời gian rồi sau đó tự tách ra mở công ty riêng. Mỗi ngày hàng trăm người trong số họ chạy ngược chạy xuôi đi tìm kiếm những nhà đầu tư và từ đó họ có thể dễ dàng khai thác được những ý tưởng kinh doanh từ những người muốn đầu tư và rất nhiều người đã thành công. Nhưng khi người tổ chức kinh doanh thành công, anh ta sẽ rất dễ dàng tìm kiếm con đường kiếm tiền trước tiếp đó. Rất nhiều lần những nhà đầu tư chẳng hứng thú hay cũng chẳng cần bận tâm đến tầm nhìn của đội ngũ tổ chức kinh doanh này như thế nào. Nếu họ muốn có những người này thì họ sẽ sẵn sàng chấp nhận những ý tưởng của họ. Ví dụ, Judith Estrin và đồng sự của cô đã thành lập hai công ty kinh doanh phần mềm. Cô ấy kể rằng mình đã phải mất 6 tháng để thu thập vốn cho công ty đầu tiên và hiện tại chẳng còn lại một xu. Cho dù những ý tưởng của cô rất mạnh mẽ và đảm bảo hiệu quả 100%, nhưng sự khởi động của công ty thứ hai thì chưa đầy một đêm. Chính xác hơn, chỉ cần 2 cuộc gọi đến cho cô trong chưa đầy một phút, thông báo họ đồng ý cho cô vay 5 triệu đô la. Khi cuộc gọi vừa kết thúc, ngay lập tức cô quyết định thành lập công ty thứ hai và mọi người còn vui vẻ tiếp tục muốn đầu tư thêm tiền cho công ty này. Cô nói, nhiều nhà đầu tư gọi đến cho chúng tôi, đề nghị chúng tôi sử dụng tiền của họ. Tại sao mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng với cô như vậy? Đó chính là nguyên tắc tin cậy. Mọi người đã tin cô nên họ sẵn sàng tin cậy bất cứ chiến lược nào của cô. Đó là những yếu tố vô hình. Bạn là một thông điệp. Tất cả thông điệp mà mọi người nhận được đều thông qua những sứ giả, những người làm nhiệm vụ truyền tải thông tin. Nếu bạn coi sứ giả là những người đáng tin cậy, thì bạn sẽ tin tưởng vào giá trị của những thông điệp họ mang tới. Chính vì vậy, người ta thường mời diễn viên hay vận động viên nổi tiếng để quảng cáo cho sản phẩm. Mọi người mua Nike vì họ đã tin tưởng Microsoft đăng, không cần quan tâm chất lượng sản phẩm đó thế nào. Tương tự như vậy, diễn viên cũng tạo nên những phản ứng kích thích thị trường. Vậy phải chăng họ thuê diễn viên và biến họ thành những chuyên gia kích cầu tiêu dùng? Thường là không. Nhưng điều đó không quan trọng, mọi người muốn nghe theo Charlton Heston khi anh phát ngôn cho NRA. Không phải vì mọi người tin anh ấy là một chuyên gia săn bắn, mà vì anh là một con người và là một ngôi sao điện ảnh. Một khi mọi người đã tin tưởng vào ai đó, họ sẵn sàng tạo một cơ hội cho chiến lược của anh ta. Mọi người muốn đi theo những ai mà họ đã quen thuộc. Vấn đề không phải là chọn một trong hai. Bạn không thể tách người lãnh đạo ra khỏi sự nghiệp mà anh ta cố gắng phấn đấu. Đó là việc hoàn toàn bất khả thi, kể cả bạn đã cố gắng đến đâu. Đây không phải là mối quan hệ hoặc cái này hoặc cái kia, mà là hai yếu tố luôn đồng hành cùng nhau. Hãy xem bảng dưới đây, nó chỉ cho bạn thấy mọi người đã phản ánh trước một nhà lãnh đạo và tầm nhìn của ông ấy trong từng hoàn cảnh và tình huống như thế nào. Lãnh đạo và tầm nhìn sẽ cho ra kết quả. Khi mọi người không thích một nhà lãnh đạo hoặc tầm nhìn của ông ấy, họ sẽ tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác. Không có gì khó hiểu khi mọi người không thích vị lãnh đạo hay tầm nhìn của ông ấy, họ sẽ không đi theo ông ấy. Không chỉ có vậy, họ sẽ cùng thực hiện một công việc tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác. Khi mọi người không thích lãnh đạo nhưng lại thích tầm nhìn của ông, họ vẫn đi tìm một lãnh đạo khác. Có thể bạn ngạc nhiên với nhận định này, cho dù mọi người nghĩ ông ấy có một lý do chính đáng, nếu họ không thích một vị lãnh đạo nào đó, họ sẽ chủ động tìm kiếm một vị lãnh đạo khác. Và đó là lý do rất nhiều huấn luyện viên trong thể thao thường xuyên bị thay đổi. Tầm nhìn cho bất kể một đội thể thao nào cũng giống nhau, mọi người đều muốn chiến thắng và vô địch. Nhưng những cầu thủ thì không phải lúc nào cũng yêu thích và tin tưởng vào vị lãnh đạo của họ. Và khi họ không thích, điều gì sẽ xảy ra? Ông chủ sẽ chẳng bao giờ sa thải tất cả các cầu thủ. Họ chỉ sa thải vị huấn luyện viên và tìm kiếm một người khác mà họ hy vọng các cầu thủ sẽ tin cậy ông ấy.